Hiện tôi đang sống tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi sinh thì tôi thấy sức khỏe vẫn bình thường và khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi sinh bé đứa thứ hai thì tôi thấy là tôi bị đau ở vùng bụng phía dưới, đi tiểu không hết. Và tôi cảm thấy có cái vật lạ thập thò trong âm đạo của tôi. Lúc đó tôi lo lắng sức khỏe của tôi nên tôi đã đi khám. Thì là tôi biết là tôi bị sa tử cung cấp độ 2. Thật sự thì tôi không hề muốn phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Nên trong khoảng thời gian đó tôi rất là lo sợ và suy nghĩ về vấn đề này rất là nhiều. Thật may thì tôi được chị đồng nghiệp cùng công ty giới thiệu đến công ty cổ phần dược phẩm Biora. Tôi vui mừng vì có loại thuốc điều trị khỏi bệnh sa tử cung này. Nên tôi đã gọi đến Biora để hỏi thăm về thuốc. Tôi được biết cụ thể về thành phần và nguồn gốc của bộ đôi dược thảo Biorix, bao gồm một hộp estrogen và một hộp silica. Tôi thực sự tin tưởng và đã đặt một liệu trình để điều trị. Tôi uống khoảng 2 tuần thì tôi thấy là cái phần bụng dưới của tôi thì không còn cảm giác đau nữa. Tôi thấy thuốc có hiệu quả nên tôi gọi tiếp để đặt một cái liệu trình thứ hai lần nữa. Tôi kiên trì uống thuốc đều đặn và cũng hạn chế gánh vác làm cái mấy cái vật nặng và ăn nhiều rau củ rồi uống nhiều nước. Trong cái lần đi khám gần đây tôi nhận được cái kết quả như mong đợi của mình. Tôi không còn bị sa tử cung nữa. Dây chằng của tôi đã khỏe mạnh và phục hồi. Vị trí tử cung của tôi đã trở về lại bình thường. Tôi cảm ơn Biora rất là nhiều. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Biora TV.